dẫn không anh? Nhìn thấy hấp dẫn không? Nhìn nguyên cái đội hình này xếp hàng nè, nhìn thấy tôi cho cái vô cái này nhỏ nhỏ này. Mới muốn kêu tôi hấp hương mà kiếm lưng vú các bạn. Lưng vú. Vô ha rồi. Sức khỏe luôn, cho sức khỏe. Ok, thank you. Đúng rồi, lâu lâu đi. Đẹp bảo đảm, sắp xếp đẹp. Ngon miệng. Em bảo đảm tối nay anh cũng thích ngon lắm. Tại vì con lobster này là 6 bao mà fresh. Ví dụ như tiệc cưới thứ 7 thì thứ 6 tụi em mới order đồ. Cả ví dụ 30 bàn tụi em order chừng 32 bàn, như 2 bàn thôi. Tất cả mọi thứ là từ trái cây, rau, quả, thịt thà, tất cả đều tươi hết. Nó mới ngon, tỷ lệ ăn thử nó sẽ rất là ngọt và nó chắc sống dài. Dài con tôm mà nhốt trong chuồng biết nó có vỏ không ạ? Không, cái này mà đặc biệt tôm á, chị mua ở chợ nó khác với lại ở mình order đầy hơn. Đúng đó, người ta chết bắt từ biển nó khác. Còn người ta mà bỏ trong cái nước ở chợ á là người ta ngâm nước muối, con tôm nó mặn hơn mà nó thịt nước hơn. Con tôm này là em cũng không rành đâu, nhưng mà tại vì đầu bếp nói cho mình tìm hiểu được là tôm biển bắt lên là giao toàn nước biển không. Đấy, anh chị xem mình mời anh lên tới trên này là biết à, rồi. Trời, kỹ lắm, rất là kỹ. Anh chị phải nói là tới ăn thử và nói chuyện với em. Cảm ơn.